Còn bây giờ nếu như giả sử em đang muốn mua bất động sản dòng tiền đúng không? Hay là muốn mua như nào? Thực ra thì đối với em thì thứ bạn này thì muốn mua bất động sản dòng tiền hơn. Nhưng còn với em thì không nhất thiết là phải là dòng tiền hoặc là mỗi miếng này em thấy nó hợp lý ấy. Cái đầu tư để nó để có cơ hội nó sinh lời lên thôi. Thế mà hai ông lại chung nhau. Ý nói là em vẫn có thể mua bất động sản dòng tiền nhưng mà nếu đó ra là cơ hội đúng không? Đúng rồi. Bây giờ lại phân tích là như này này, với hai bọn em là như nào với nhau nhỉ? Bạn à? Hay là anh em hay là trong làm ăn? Anh em trong làm ăn. À, cái này rất lưu ý nhá, khi chung bất động sản là như này này, là nó phải có nguyên tắc. Không sau này nó giống như kia việc là cho vay tiền hoặc là chung đụng nhau làm ăn một cái vấn đề gì đó xong đó lại là mất lòng nhau đấy. Thứ nhất là kể cả bạn bè, người thân, người nhà thì bọn em cũng phải làm hợp đồng hợp tác. Là cái yếu tố thứ nhất nhá. Cái yếu tố thứ hai là bọn em phải có một cái tỷ lệ chênh lệch để cho ông nào ông đó quyết định và ông kia là bắt buộc phải theo. Hiểu chưa? Thế có hai ông 50, một ông bảo bán, một ông bảo không thì làm thế nào? Thế tách sổ ra bán à? Hiểu không? Trường hợp này đã dính rất nhiều nha. Phải có một người quyết, phải có người cầm đầu. Giống như là anh đây này, anh đang dẫn dắt một cái đội nhóm 30 người là gì? Mua bán giá, giá mua giá bán rồi là mọi thứ là anh sẽ là người quyết. Chứ không để 30 ông người ta bảo làm thầy đối ma đúng không? Đấy là vấn đề thứ hai nha. Vấn đề thứ ba ấy, là em sẽ phải xác định rõ tư tưởng. Mà tư tưởng đấy là tốt nhất là cùng tư duy. Nhiều khi văn bản rồi nhưng mà cùng tư duy người ta mới bảo chơi với nhau và với hút nhau được. Chứ còn nếu mà lệch nhau một tí hoặc là nhiều hoặc là khác nhau và hoàn toàn về tư duy thì phải xem xét. Thực ra trong không phải trong cái lĩnh vực mới này mà những cái lĩnh vực cũ mà em đang làm ấy thì anh em có hợp tác với nhau mấy năm rồi, ý là làm thì mọi thứ đều ok ấy. Thì đưa ra quyết định các thứ thì anh em có thể đều đồng thuận. Đều đồng thuận nhưng mà mình phải có quy tắc. Vâng, và thực ra bạn này cũng đang ý là kiểu làm sao kiểu bạn ấy, ví dụ em nói này bạn ấy cũng rất là ok nghe. Nhưng mà ý anh nói là ví dụ trong cái lĩnh vực em đang làm thì bạn ấy nghe đúng không? Trong cái lĩnh vực khác hoặc khi trái nắng dở rơi hoặc là lúc bạn ấy lấy vợ sinh con hoặc là thay đổi tâm sinh lý chẳng hạn. Với anh ấy là anh tính rất xa chứ anh không tính mà ngày hôm nay, hiểu ý không? Đấy, với anh là người kinh nghiệm rồi, anh tính rất xa chứ không phải anh tính riêng ngày hôm nay. Ông ấy ok đấy nhưng mà ngày ai ông ấy trái gió dở rời rồi, lúc đấy dựa thêm cái gì? Anh hỏi là em dựa trên cái gì? Dựa trên tình cảm hay dựa trên văn bản hay phải dựa trên gọi là quy định đã quy ước với nhau, em hiểu không? Đấy,